Mừng tất cả anh chị em. Vâng, xin chào mừng chị em đã tham gia vào câu lạc bộ đọc sách buổi sáng ngày hôm nay ạ. Tiếp tục kế bài quyển sách Nguyên tắc vàng phát triển bản thân. Sau đây mời chị em lắng nghe giọng đọc của Vũ Huyên nhé. Xin mời Vũ Huyên. Sau đó mời Thúy Hằng. Cảm ơn chị Thu Hằng. Chị ơi, hôm nay là chương 15 đúng không? Đúng rồi, chương 15 phát triển bản thân, cái phần cuối chương nhá. 15, nguyên tắc đóng góp. Phát triển bản thân giúp bạn phát triển người khác. Nếu bạn không đang làm gì đó với cuộc đời mình, thì cuộc đời bạn dành bao nhiêu cũng chẳng hề quan trọng. Tôi bắt đầu cuộc hành trình phát triển sau cuộc trò chuyện giữa tôi với Kurt Kammer cách đây 40 năm. Tôi không biết rõ sẽ đưa tôi đến đâu. Ban đầu tôi chỉ biết rằng tôi cần phải phát triển rằng tôi có chủ đích về nó. Tôi phải thú nhận rằng ngay từ đầu, động lực của tôi về phát triển cá nhân rất ích kỷ. Tôi muốn phát triển để có thành công, có những mục tiêu và có cột mốc tôi muốn đạt được. Nhưng trên hành trình tôi đã phát hiện ra một điều thay đổi cuộc sống. Sự tiến bộ của tôi về phát triển cá nhân cũng mở cánh cửa cho những người khác. Nó đã giúp tôi có thể đóng góp cho họ. Nó dẫn chúng tôi không chỉ đến với thành công mà cả đến với ý nghĩa cuộc sống. Ngoài những gì tôi nhận được, tôi cũng có thể cho đi. Trong quá trình phát triển bản thân, sự tự tin mà tôi có được đã mang lại cho tôi sự tín nhiệm và khiến tôi tin rằng tôi có thể bắt đầu phát triển những người khác. Và trong quá trình đó, tôi tìm thấy niềm vui và phần thưởng lớn của cuộc đời. Tôi hy vọng rằng chương cuối cùng này sẽ truyền đạt cảm hứng về để bạn có thể giúp người khác trở thành người họ có thể trở thành. Bạn có thể cho đi những gì bạn không có, nhưng nếu bạn đã nỗ lực để học hoặc kiếm được một cái gì đó, bạn có khả năng truyền nó cho người khác. Nếu bạn sống theo nguyên tắc đóng góp, bạn sẽ có rất nhiều để cho đi, bởi sự tự phát triển bản thân cho phép bạn phát triển người khác. Cảm hứng ban đầu. Bổ sung giá trị cho người khác là một ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Mong muốn này xuất hiện trong cuộc đời tôi từ thuở niên thiếu khi tôi đọc về Benjamin Franklin, người từng viết: tôi muốn được nhắc đến như là ông ấy đã sống một cuộc đời hữu ích hơn là ông ấy đã chết trong nhung lụa. Hơn cả lời nói, đó là cách mà Franklin nó đã sống. Ví dụ, khi ông phát triển những gì đã được biết để đến như là bếp Franklin, ông có thể xin cấp bằng sáng chế cho nó và kiếm được một khoản tiền từ đó. Thay vào đó, ông quyết định chia sẻ sáng chế cả với cả thế giới. Tôi muốn được nhắc đến như là ông ấy sống một cuộc đời hữu ích hơn là ông ấy đã chết trong nhung lụa. Theo tiến sĩ John C. Van Hell của Liba Company of Philippines, hoạt động từ thiện của Franklin là những gì mà tôi gọi là bản chất tập thể. Ý thức của ông về lòng từ bi đã giúp đỡ đồng loại của mình, có phần làm đẹp xã hội. Trên thực tế, theo một nghĩa nào đó, hoạt động từ thiện của Franklin, ý thức của ông về lòng từ bi là tôn giáo của ông, làm việc tốt cho mọi người theo ý ông hiểu của ông là một điều rất thiêng liêng. Franklin đã sống, đã không nhìn thế giới dựa trên số tiền ông có thể kiếm được từ nó. Ông đã nhìn nhận nó thông qua số người mà ông có thể giúp đỡ. Ông đã giúp phát triển các khái niệm về thư viện cho mượn và các sở hữu hỏa cứu hỏa địa phương. Thậm chí công việc của ông như là một thợ in cũng phản ánh trong mong muốn của ông về việc chia sẻ ý tưởng, không tích trữ chúng. Từ thầy thiếu niên, tôi đã biết được một điều rằng mỗi ngày Franklin đã tự hỏi mình vào buổi sáng rằng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay và vào buổi tối hôm nay tôi đã làm tốt như thế nào. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Nó đã giúp tôi nhận ra rằng tôi có thể trở nên có chủ đích hơn về khả năng của tôi trong việc giúp đỡ người khác và giữ cho bản thân mình chịu trách nhiệm về điều đó hàng ngày. Khi tôi trưởng thành hơn, điều đó đã thay đổi từ chỉ một ý tưởng đơn thuần sang mong muốn lớn nhất của tôi. Mỗi ngày Franklin đã tự hỏi mình vào buổi sáng rằng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay và vào buổi tối hôm nay tôi đã làm tốt như thế nào.
Điều này đã trở nên rõ ràng với tôi khi tôi bị đột quỵ vào năm 1998, trong thời gian nằm trên giường bệnh, không biết liệu tôi còn sống sót không. Tôi không sợ chết. Tôi đã có hai suy nghĩ. Đầu tiên, đó là tôi muốn đảm bảo rằng những người thân thiết nhất biết tôi yêu họ nhiều như thế nào. Nhưng điều thứ hai đó là tôi vẫn còn có thể giúp, có rất nhiều việc muốn làm, vẫn còn những đóng góp của tôi muốn tạo ra. Là 11 tuổi là còn quá trẻ để chết. Sau đó tôi biết được rằng David Reel của tổ chức Young Bestest nói rằng hầu hết các CEO ít sợ chết hơn là sợ không thể đóng góp cho thế giới của họ. Vì vậy, cảm giác của tôi rõ ràng là bình thường. CEO ít sợ chết hơn là sợ không thể đóng góp cho thế giới của họ. Vì vậy, cảm giác của tôi là rõ ràng là bình thường. Làm gương. Mong muốn của tôi về việc giúp đỡ người khác không chỉ xuất phát từ việc đọc về những nhà lãnh đạo tuyệt vời, chẳng hạn như Benjamin Franklin. Tôi cũng được truyền cảm hứng nhờ sự làm gương của cha mẹ tôi. Trong nhiều năm, tôi đã thấy mẹ tôi, một thủ thư lâu năm, trở thành nguồn khích lệ chính và là người bạn tâm tình của tôi, của nhiều bạn gái ở trường đại học nơi cha tôi từng làm chủ tịch. Bà đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của rất nhiều người. Tôi cũng thấy điều đó trong từ cha tôi. Tôi thấy ông phục vụ các giáo dân trong giáo hội khi ông là mục sư tại địa phương, rồi tôi thấy ông phục vụ và làm tăng thêm giá trị cho mục sư khi ông làm người quản nghiệp giáo hạt, và ông liên tục gia tăng giá trị cho sinh viên và giảng viên khi ông là quản lý trường đại học. Và cha vẫn đang giúp đỡ những người khác. Một vài năm trước đây, cha đã sẵn sàng để chuyển sang một trung tâm dưỡng não mới mà ông để biết tôi rằng ông muốn là người đầu tiên chuyển đến khi nó mở cửa. Điều đó rất quan trọng. Con trai, cha cần là người đầu tiên, ông nhấn mạnh. Bây giờ đặc điểm của gia đình Maxwell đó là muốn giành chiến thắng ở bất cứ điều gì, vì tất cả mọi thứ. Nhưng tôi ngờ rằng cha có mục đích gì đó. Tại sao cha muốn đến đó đầu tiên? Tôi hỏi. Còn thấy đấy, ông trả lời. Sẽ có rất nhiều người già chuyển đến cơ sở đó. Lúc đó cha đã gần 90 tuổi và nó sẽ là nạn nhân với họ. Nếu họ sẽ sợ hãi, cha muốn đến trước để có thể chào đón họ khi họ đến, giới thiệu bản thân cho họ xem xung quanh và để họ biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi già đi, tôi muốn trở thành người như cha. Hãy làm sông chứ không phải là hồ. Bạn nằm tăng cơ hội giúp đỡ người khác và đóng góp đáng kể trong cuộc đời của bạn bằng cách nào? Coi bản thân như một con sông hay là một hồ chứa? Hầu hết mọi người coi việc phát triển cá nhân là một phần cuộc sống và làm điều đó để tăng giá trị cho chính họ. Họ giống như là các hồ chứa, liên tục nhận nước nhưng chỉ làm đầy mỗi bản thân. Ngược lại, dòng sông luôn chảy, dù nhận được nước gì, nó cũng cho đi. Đó là cách chúng ta nên làm khi chúng ta học hỏi và phát triển. Điều đó đòi hỏi một tư duy phong phú, niềm tin rằng chúng ta có thể tiếp tục nhận được. Nhưng còn gắn bó với việc phát triển cá nhân càng lâu thì bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự khan hiếm, và nó sẽ có luôn có nhiều thứ để cho. Gần đây, Margaret và tôi đã nghe Goldman Dona nói chuyện. Ông thách thức chúng tôi tìm ra ai đó có thể khuyến khích chúng tôi và sau đó trở thành nguồn khích lệ cho người khác. Ông đã hỏi những câu sau. Ai cố vấn cho bạn và cung cấp cho bạn những hiểu biết căn bản? Ai cố vấn cho bạn để truyền cho bạn cảm hứng trở thành một người tốt hơn? Ai thách thức bạn suy nghĩ? Ai cổ vũ giấc mơ của bạn? Ai quan tâm đều để khiển trách bạn? Ai thương xót khi thất bại? Ai chia sẻ với bạn khả năng áp lực mà không cần bạn phải đề nghị? Ai mang niềm vui và tiếng cười cho cuộc sống của bạn? Ai mang lại bạn tầm nhìn khi bạn mất tầm nhìn? Ai truyền cảm hứng cho bạn để bạn đi theo con đường của Chúa? Ai yêu thương bạn vô điều kiện? Những câu hỏi này là tuyệt
là cách tuyệt vời giúp bạn xác định ai đó có thể khuyến khích bạn để bạn trở thành người tốt nhất có thể. Nhưng chúng ta cũng nên đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ về và vai trò tương tự với những người khác. Bạn sẽ cố vấn cho ai? Bạn sẽ có chia sẻ trong khoảng khắc áp lực mà không cần người đó đề nghị giúp đỡ. Như cựu Tổng thống Jimmy Carter từng nói, tôi có một cuộc đời với một cơ hội để làm nó có ý nghĩa với điều gì đó. Đức tin của tôi cho rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi có thể, ở bất cứ nơi nào tôi có thể, bất cứ khi nào tôi có thể, miễn là tôi phải cố gắng tạo ra sự khác biệt. Tôi có một cuộc đời và một cơ hội để làm nó có ý nghĩa với điều gì đó. Đức tin của tôi cho rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi có thể, ở bất cứ nơi nào tôi có thể, bất cứ khi nào tôi có thể, miễn là tôi phải cố gắng tạo ra sự khác biệt. Đưa ra những lựa chọn đóng góp đúng đắn. Cho đi thời gian, chuyên môn và nguồn lực của bạn mà không mong đợi được đền đáp bất cứ điều gì là một hành động hào phóng, khiến thế giới trở thành một nơi tốt hơn. Chúng ta cần nhiều người hơn cho đi hơn. Tôi không thể giải thích tại sao điều đó lại hiệu quả, nhưng khi bạn tập trung vào nhiều hơn nhu cầu và mong muốn của người khác, nhiều nhu cầu và mong muốn của chính bạn cũng được đáp ứng. Ngược lại, khi bạn chọn tích trữ những gì bạn có thay vì cho đi, bạn trở thành trung tâm của vũ trụ cô đơn của riêng bạn, và bạn trở nên thiếu đa dạng. Kết quả là bạn đẩy lùi cả con người lẫn những người làm tiềm ẩn. Bạn có thể trở thành một người rộng lượng hơn và cho đi nhiều hơn dù bạn có những phẩm chất đi nữa. Tuy nhiên, để làm điều đó, bạn phải là một người đang phát triển, và bạn phải có chủ đích trong nỗ lực làm gì làm tăng giá trị cho người khác. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn trau dồi thái độ đóng góp. 1. Hãy biết ơn. Những người không biết ơn không phải là người bị biết cho đi. Họ hiếm khi nghĩ đến những người khác. Họ chỉ nghĩ về bản thân mình. Họ luôn tìm đến những người khác để xin giúp đỡ, đề nghị được giúp hỗ trợ hoặc phục vụ. Và bất cứ khi nào những người khác không đáp ứng kỳ vọng đó, họ tự hỏi tại sao. Sự tự phụ của họ khiến họ không thể trở thành người gieo hạt. Và sự vô ơn của họ khiến họ tự hỏi tại sao họ chẳng có gì để thu hoạch. Khi tôi còn bé, cha tôi đã giúp tôi hiểu rằng tất cả mọi người đều phụ thuộc vào người khác và nhận được sự giúp đỡ của nhau. Ông thường nói, khi con được sinh ra, con đã lỡ mẹ, chính mẹ 9 tháng, mẹ mang đẻ đau. Và khi tôi bắt đầu theo đuổi sự phát triển cá nhân, khái niệm về việc được những người khác giúp đỡ trong quá trình đó đã được củng cố. Vào năm 1975, khi tôi đến nghe Jean Zalen diễn thuyết lần đầu tiên, ông nói, cậu có thể có được mọi thứ trong cuộc đời mà cậu muốn nếu cậu giúp đỡ đủ người có được những gì họ muốn. Những từ đó in đậm trong tôi, và tôi biết rằng được rằng nhiều người đã giúp đỡ và vẫn đang giúp đỡ tôi trên hành trình ấy. Mọi tác giả đã viết với những cuốn sách tôi từng đọc, mọi nhà lãnh đạo đã dành thời gian để dạy tôi, mọi cá nhân làm việc như một tình nguyện viên, nguyện viên tại nhà thờ của tôi. Không ai thành công một mình. Nhiều năm trước, tôi bắt gặp những câu sau giúp đột tả ý tưởng này. Tôi không biết ai đã viết chúng, nhưng tôi đã trích dẫn chúng và cố gắng sống dựa theo đó trong suốt 40 năm. Không có thành công nào mà không có hy sinh. Nếu chúng ta thành công mà không hy sinh, thì đó là vì ai đó trước chúng ta đã phải chịu hy sinh. Nếu bạn hy sinh và không thấy thành công, thì ai đó theo sau sẽ gặt hái được thành công từ sự hy sinh của bạn. Tôi là người nhận nhiều thành quả mà tôi không xứng đáng, và tôi cũng không phải tôi hy sinh mà có. Ai đó đã trả giá cho chúng. Tôi rất biết ơn. Tôi thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách nào? Bằng cách bắt đầu tư vào người khác và truyền dạy cho họ những điều giúp họ có thể tìm xa hơn và đạt được những gì vượt quá những gì tôi đạt được. Khi bạn nhận về, tôi hy vọng bạn sẽ cho đi như vậy. 2. Đặt mọi người lên trước. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của những người khác. Mọi thứ đều trở
đều chỉ mang tính tạm thời, con người mới quan trọng, sự nghiệp, sở thích và những đam mê khác sẽ chết cùng bạn, mọi người thì không. Nhưng gì bạn giúp người khác để tạo dựng nên nó, nên họ đủ cao để họ có thể trao cho người khác, đó là một chu kỳ có thể tiếp tục và lâu sau khi bạn ra đây đi. Đối xử tốt với người khác, không chỉ giúp ích cho mọi người, nó còn giúp ích cho điều hưởng ta, giúp cho chúng ta điều của hưởng cuộc sống của mình tốt hơn và đặt chúng ta vào nơi mà chúng ta có thể học hỏi từ người khác. Như Gerald Washington Carver quan sát, bạn đi được bao xa trong cuộc đời tùy thuộc vào sự mềm dẻo của bạn với người trẻ, sự kính trọng của bạn dành cho người già, sự cảm thông của bạn với kẻ khốn khổ và sự khoan dung của bạn đối với kẻ yếu và kẻ mạnh. Bởi vì một ngày nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ có thể rơi vào tình cảnh như họ. Nếu bạn là một trong nhà lãnh đạo, đặt mọi thứ lên trước, thậm chí còn quan trọng hơn, bởi vì hành động của bạn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ví dụ, bạn luôn nghe được rằng trong mọi tổ chức, con người luôn là tài sản đáng giá nhất. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo không hành xử như thế. Thế đó là sự thật. Tôi nên biết, là một nhà lãnh đạo trẻ, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tầm nhìn của tôi phải ở trước nhất. Tôi tin rằng trách nhiệm quan trọng nhất của tôi là khiến mọi người kiêng lệ tôi, lời tôi đã đến, việc tôi làm, thứ tôi hỏi. Tôi nghĩ rằng mọi người có nghĩa vụ phải phục vụ tôi và lợi ích của tầm nhìn. Vấn đề với loại thái độ đó là làm nanh răng giữa việc khích lệ mọi người và thao túng họ rất mỏng và dễ vượt qua. Khi một nhà lãnh đạo cố gắng thu hút mọi người, câu hỏi đầu tiên họ đặt ra không phải là anh đã đi đâu, mà là anh có quan tâm đến tôi không? Điều này đúng với bất kỳ khi nào hai người muốn làm điều gì đó cùng nhau, chứ không chỉ có giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên. Nhưng mọi người đã đặc biệt muốn biết rằng họ quan trọng với lãnh đạo và lãnh đạo họ, và họ có thể tin tưởng người đó. Một khi mọi người cảm thấy an tâm rằng động cơ của bạn là đúng và rằng bạn có đạt được trước họ trước lợi ích riêng của bản thân, sau đó họ sẽ sẵn sàng trở thành đối tác với bạn trong hành trình. Đó là những gì họ mong muốn trở thành, chứ không phải là người theo sau thụ động, hoặc tệ hơn nữa, trở thành một công cụ bị thao túng. Thước đo thành công không phải là số người phục vụ bạn, mà chính là số người bạn phục vụ. Khi con người giữ vị trí số 1 trong cuộc sống của bạn, việc làm tăng giá trị cho họ trở nên tự nhiên, bạn nên làm điều gì đó là một phần của lối sống. Bạn thêm giá trị cho mọi người bởi vì bạn coi trọng họ và bạn tin rằng họ có giá trị để bạn coi trọng. Thước đo thành công không phải là số người phục vụ bạn, mà là số người bạn phục vụ. 3. Đừng để mọi người đợi mọi việc chi phối bạn. Theo bạn của tôi, Will là mọi người có thể được chia thành 3 nhóm. Có, không có và không phải trả giá cho những gì họ có. Thật không may, ngày càng nhiều người đang được thêm vào nhóm thứ ba mỗi ngày. Mọi người đang trở thành nô lệ của mọi mong muốn có được. Đó là một trong những lý do Hoa Kỳ và châu Âu đang rơi vào những khủng hoảng tài chính khốc liệt như vậy. Họ tiếp tục vay mượn để bù đắp cho những thói quen chi tiêu của họ. Tác giả của Fete viết sở hữu mọi thứ là một nỗi ám ảnh trong văn hóa của chúng ta. Nếu chúng ta sở hữu nó, chúng ta cảm thấy nó sẽ mang lại cho chúng ta thêm niềm vui. Đó là một ảo ảnh. Sở hữu mọi thứ không mang lại sự hài lòng thực sự. Nói chung, nếu bạn cố gắng đáp ứng các nhu cầu tinh thần hoặc cảm xúc bằng vật chất, điều đó sẽ chỉ khiến bạn thèm khát nhiều hơn. Nó không mang lại sự thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu bạn đáp ứng những nhu cầu đó một cách hợp lý, thì bạn có thể hài lòng với việc có hoặc không có nhiều của cải. Không ai nên trở thành nô lệ cho công cụ của mình. Không ai muốn
Không ai nên muốn nhiều thứ hơn chỉ vì muốn sở hữu nhiều hơn trong cuộc công việc của mình. Có một câu chuyện trong Kinh Thánh về một người đàn ông để mọi thứ kiểm soát suy nghĩ của cuộc sống và cuộc suy nghĩ vào cuộc sống của mình. Sự ích kỷ của anh ta khiến anh ta không nhìn ra bức tranh lớn. Anh ta chỉ tập trung vào tích lũy của cải và cảm thấy điều này sẽ diễn ra mãi mãi. Tuy nhiên, cuộc đời của anh ta ngắn ngủi và anh ta không thể đầu tư vào cuộc sống của người khác. Tác giả John Upper viết về anh ta: anh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những điều sai trái. Nếu bạn phải lập một danh sách các ưu tiên của anh ta, thì nó sẽ có thể giống như thế này. Những gì quan trọng nhất? 1. Thu hoạch những vụ mùa bội thu. 2. Xây dựng chuồng trại lớn. 3. Đảm bảo tài chính. 4. Ăn. 5. Uống rượu. 6. Vui vẻ. 7. Nhớ không chết. Và tất nhiên, mục cuối cùng mà một trong những mục tiêu thực sự khó khăn, sớm hay muộn chúng ta phải trở về với đất mẹ, và những thứ bạn tích trữ sẽ thuộc về ai? Vào năm 1989, nhà tư bản công nghiệp triệu phú Andel Carnegie đã viết về một bài luận mang tên Phúc Ân của Sự Giàu Có. Trong đó, ông nói rằng cuộc sống của mọi người giàu có hai giai đoạn: thời gian tích lũy của cải và thời gian phân phát chúng. Cách duy nhất để duy trì thái độ hào phóng là bạn là tạo cho mình thói quen cho đi thời gian, sự chú ý, tiền bạc và các nguồn lực của bạn. Zichel Forte khuyên chỉ cần hành động cho đi, tiền bạc hay đồ quý giá nào khác cũng đã tạo nên điều gì đó trong chúng ta. Nó tiêu diệt lòng tham lam trong bạn. Chỉ cần hành động cho đi tiền bạc hay đồ quý gì giá nào khác cũng đã tạo nên điều gì đó trong chúng ta. Nó tiêu diệt lòng tham lam trong bạn. Nếu bạn muốn làm chủ ở trái tim mình, đừng cho phép những gì bạn sở hữu làm chủ của bạn. Câu hỏi đặt ra là bạn sở hữu công cụ của mình hay để chúng sở hữu bạn? Những người đóng góp sử dụng công cụ của mình để biết thế giới này trở thành một nơi tốt hơn, và họ làm điều này bất kể họ có nhiều hay ít. Khuyên xin đọc đến đây nhé. Phần 4 xin mời chị đọc tiếp ạ. Sorry cả nhà, tắt camera một chút nhé. Hoàng đọc tiếp nha nhà ơi. Đừng để người khác sở hữu bạn. Khi Margaret và tôi mới kết hôn và tôi bắt đầu sự nghiệp, chúng tôi có rất ít nguồn lực. Về cơ bản, chúng tôi phải sống chật vật. Trong thời gian đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè với một cặp vợ chồng giàu có. Mỗi tối thứ sáu, Chip và Helen sẽ đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng và mời chúng tôi ăn tối. Đó là điểm gần nhất trong tuần của tôi, bởi Margaret và tôi không bao giờ có đủ tiền để ăn ở đó. Trong khoảng thời gian 2 năm, chúng tôi nhận được rất nhiều lợi ích tuyệt vời từ tình bạn này và chúng tôi rất biết ơn. Sau 3 năm ở vị trí đó, tôi đã nhận được đề nghị trở thành lãnh đạo của một nhà thờ lớn hơn. Đó là một cơ hội lớn với cơ hội thăng tiến và tiềm năng tuyệt vời. Khi tôi thông báo rằng tôi sẽ rời đi để đón nhận cơ hội đó, chắc không hài lòng, tôi sẽ không bao giờ quên lời nói với anh ấy. John, làm sao anh có thể ra đi sau chừng đó điều mà tôi đã làm cho anh? Đó là lúc tôi nhận ra trách đã bắt đầu dần dần sở hữu tôi. Anh ấy đang ở thế thắng, mà tôi thì không biết điều đó. Đó là một cú đánh thức tỉnh. Đó là ngày tôi đã đưa ra lựa chọn. Tôi sẽ luôn cố gắng để cho đi nhiều hơn và nhận về trong các mối quan hệ, và tôi sẽ không bao giờ giữ phần kiểm soát. Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ để một nhà lãnh đạo nào tôi nhận hóa đơn tại một nhà hàng. Tôi sẽ ở bên, cho đi bất cứ khi nào có thể. Rõ ràng tôi sẽ nhận được từ những người khác. Tôi đã giải thích điều đó. Tôi được ban phước về việc nhận được quá nhiều thứ mà người khác làm cho tôi. Nhưng tôi không muốn việc cho đi kiểm soát cuộc sống của mình. Thật khó để cho đi khi người khác sở hữu bạn. Tôi muốn có thể đánh giá mọi người mà không bị ràng buộc bởi điều gì. Một cuộc sống cho đi nên giải phóng cho bản thân và cho cả những người bạn giúp đỡ. Tôi định nghĩa thành công của mình dựa trên những hạt giống tôi gieo xuống, chứ không phải những vụ mùa tôi gặt hái được. 5. Xác định thành công là gieo hạt chứ không phải gặt hái. Tiểu thuyết gia Robert Lowes nói: tôi định nghĩa thành công của mình dựa trên những hạt giống tôi gieo xuống,
chứ không phải những vụ mùa tôi gặt hái được. Đó là cách chúng ta nên đánh giá không chỉ thành công trong ngành mà cả cuộc đời chúng ta. Không may là hầu hết mọi người gieo rất ít hạt nhưng lại hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu. Trọng tâm của họ là vào ngày thu hoạch. Tại sao vậy? Rõ ràng là có vấn đề về sự ích kỷ tự nhiên, nhưng tôi nghĩ có nhiều hơn thế. Bạn tôi, Nati Sledge, người sở hữu Gloria Copy, đã từng nói với tôi, sau khi gieo có một khoảng thời gian có vẻ như chẳng có gì xảy ra, mọi sự phát triển đều diễn ra bên dưới bề mặt. Mọi người thường không nhận ra điều đó, cũng như dự đoán được nó và lên kế hoạch cho nó. Họ trở nên thiếu kiên nhẫn và họ bỏ cuộc. Sau khi gieo có một khoảng thời gian có vẻ như chẳng có gì xảy ra, mọi sự phát triển đều diễn ra bên dưới bề mặt. Trong cuốn sách tạm dịch Giờ giải lao của mình, Paul Buffer đã viết về một giám đốc điều hành đang tìm kiếm lời khuyên về cách sống. Buffer viết, một người bạn của tôi từng là chủ tịch của một công ty xuất bản lớn đã từng tìm kiếm một thiền sư nổi tiếng thế giới. Sau khi kể về doanh nghiệp lớn của cuộc đời mình với vị thiền sư mà gợi nên ở ngài nhiều phản ứng, ông ta quyết định im lặng trong giây lát. Thiền sư bắt đầu rót trà vào một chén và cho đến khi nước chảy tràn hết ra thảm cỏ chảy về phía bạn của tôi. Lúc đó, người bạn của tôi hỏi thiền sư đang làm gì vậy? Thiền sư trả lời, cuộc sống của anh giống như một tách trà, chảy tràn, không có chỗ cho bất cứ điều gì mới. Anh cần đổ bớt đi chứ không phải thêm vào. Nếu bạn gieo hạt chỉ để nhanh chóng thu hoạch trong cuộc sống, sau đó bạn sẽ thường không hài lòng với kết quả và không thể tiếp tục cho đi và vừa sống vừa chờ đợi. Mặt khác, nếu bạn gieo nhiều hạt và gieo liên tục, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có một vụ mùa bội thu vào đúng mùa. Những người thành công biết điều này và tập trung vào việc gieo hạt, biết rằng họ sẽ gặt hái được thành quả. Quá trình này là tự động. Nếu bạn sống với chủ đích về việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác, cuộc sống của bạn sẽ đủ đầy. Tôi thích cách Gilbert Washington Carver diễn giải ý tưởng này. Ông nói, không một cá nhân nào có quyền bước vào thế giới và bước ra ngoài mà không để lại những lý do rõ rệt và chính đáng cho việc đã đi qua nó. Đó là điều chúng ta luôn phải ghi nhớ. Không có một cá nhân nào có quyền bước vào thế giới và bước ra ngoài mà không để lại những lý do rõ rệt và chính đáng cho việc đã đi qua nó. 6. Tập trung vào sự tự phát triển bản thân chứ không phải sự tự mãn. Một trong những điều quan trọng hơn mà cố vấn của tôi, chuyên gia tư vấn Franz Neil đã dạy tôi đó là không bao giờ tập trung vào sự tự mãn trong cuộc đời mình. Ông nói, người tự mãn nghĩ về cách cái gì đó phục vụ mình. Người tự phát triển nghĩ về cách một cái gì đó giúp họ phục vụ người khác. Với sự tự mãn, cảm thấy tốt là sản phẩm. Với sự tự phát triển, cảm giác tốt là sản phẩm phụ. Sự khác biệt chính là gì? Động cơ, tự mãn, nghĩa là làm những gì tôi thích nhất và sẽ nhận được nhiều lời khen nhất vì đã làm việc đó. Trong khi tự phát triển có nghĩa là làm những gì tôi có tài và phù hợp để làm nhất, để việc đó trở thành trách nhiệm của tôi. Theo đuổi sự tự mãn giống như theo đuổi hạnh phúc, đó là một cảm xúc không thể duy trì. Nó phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, nó phụ thuộc vào tâm trạng của một người. Ngược lại, bạn có thể phát triển bản thân dù bạn cảm thấy thế nào, hoàn cảnh của bạn ra sao, tình hình tài chính của bạn hoặc những người xung quanh bạn thế nào đi nữa. 7. Tiếp tục phát triển để tiếp tục cho đi. Bất cứ khi nào mọi người ngừng học tập và phát triển một cách có chủ động, đồng hồ bắt đầu quay ngược về thời gian mà họ không còn gì để cho đi. Nếu bạn muốn tiếp tục cho đi, bạn phải tiếp tục phát triển. Đôi khi người ta ngừng học vì họ trở nên tự mãn. Họ tin rằng họ đã phát triển đủ hoặc họ chỉ muốn tận dụng tối đa những gì họ đã có về kỹ năng và kiến thức. Nhưng khi điều đó xảy ra, họ bắt đầu bình ổn rồi tụt dốc. Họ đánh mất tinh thần sáng tạo của mình. Họ bắt đầu suy nghĩ về hiệu quả thay vì đột phá. Họ cắt giảm chi phí thay vì đầu tư và phát triển. Tầm nhìn của họ trở nên hạn hẹp và thay vì chơi để giành chiến thắng, họ bắt đầu chơi không để không thua. Điều thứ hai xảy ra đối với những người ngừng cố gắng để phát triển tích cực, đó là họ bị mất đi đam mê. Tất cả chúng ta đều thích làm những gì chúng ta giỏi, nhưng giỏi một việc gì đó đòi hỏi chúng ta phải tu rèn kỹ năng của mình. Kỹ năng hạn chế dẫn đến bớt nhiệt tình và cuối cùng là bất mãn.
Nếu chúng ta đạt đến giai đoạn này, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại phía sau mình, bởi vì đó là thời điểm vàng son nhất của chúng ta. Chúng ta nghĩ về những ngày tươi đẹp, vinh quang đã qua. Tại thời điểm đó, chúng ta chỉ cách sự lỗi thời vài bước chân. Không ai muốn học hỏi từ một điều đã từng. Chúng ta có thể đóng góp được gì nếu chúng ta tới thời điểm này? Nếu muốn cho đi tất cả những gì tôi có, để làm điều đó, tôi phải tiếp tục phát triển cho đến khi tôi không thể phát triển nữa. Một người đóng góp huyền thoại. Vào tháng 12 năm 2009, một giáo viên, nhà văn và cố vấn huyền thoại về phát triển cá nhân đã qua đời. Tên ông là Jim Rohn. Khi còn bé, Rohn lớn lên trên một nông trại ở Idaho. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh học đại học nhưng chỉ ở đó một năm. Rohn nói, một năm học đại học và tôi nghĩ tôi đã được giáo dục đầy đủ. Rohn trở thành một nhân viên chứng khoán tại Sears, nhưng anh chỉ kiếm được đủ tiền để sống. Năm 25 tuổi, anh bắt đầu nản chí, anh hy vọng sẽ tìm được một con đường tốt hơn. Một người bạn của Rohn đã mời anh tham dự một buổi hội thảo. Isaac trình bày. Đây là một diễn giả kim nhân viên bán hàng, thông điệp chính, nỗ lực hơn nữa vào bản thân, hơn là vào công việc. Thu nhập của bạn liên quan trực tiếp đến triết lý của bạn, chứ không phải nền kinh tế. Để mọi thứ thay đổi, bạn phải thay đổi. Sạch cố vấn cho Ron trong 5 năm. Khuyến khích anh phát triển bản thân và theo đuổi giấc mơ của mình để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Đến năm 31 tuổi, Ron là một triệu phú. Ron có thể đã có một câu chuyện thành công mà rất ít người biết đến. Nhưng rồi cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng khác đầy bất ngờ. Một người bạn đã mời anh đến chia sẻ về những thành công của mình tại một cuộc gặp mặt của câu lạc bộ Rotary. Ron chấp nhận và đưa ra thông điệp mà anh gọi là từ chàng nông dân ở trang trại tại Idaho đến Beverly Hills. Đó là một cú hít. Những người khác bắt đầu mời anh đến nói chuyện. Ban đầu anh nói chuyện ở các tổ chức dịch vụ, trường cấp 3 và cao đẳng. Nhưng anh sớm nhận ra rằng mọi người đang thèm muốn những gì anh muốn chỉ dạy. Năm 1963, anh thành lập một tổ chức sự kiện. Trong suốt sự nghiệp phát triển con người kéo dài hơn 4 thập niên, Ron đã viết hơn 20 cuốn sách, đã nói chuyện ở hơn 6.000 sự kiện và phát triển khoảng 5 triệu người. Và trong thời gian đó, anh không bao giờ ngừng học hỏi và phát triển. Anh cho rằng món quà lớn nhất có thể tặng cho ai đó là sự phát triển cá nhân của bạn. Tôi thường nói, nếu anh chăm sóc tôi sẽ chăm sóc lại anh. Bây giờ tôi nói, tôi sẽ chăm sóc bản thân vì anh, nếu anh chăm sóc bản thân vì tôi. Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho ai đó chính là sự phát triển cá nhân của bạn. Một trong những thước đo lớn nhất về ảnh hưởng của Ron là số lượng các tác giả có tiếng và các nhà phát triển con người coi anh là một cố vấn tại một buổi tiệc vinh danh anh được tổ chức tại Anaheim, California vào ngày 6 tháng 2 năm 2010. Những vị khách mời đã tôn vinh anh, bao gồm những diễn giả và cố vấn nổi tiếng như Anthony Robbins, Les Brown, Priyanka Chopra, Jim Widder, Dennis Quayle và Darren Hardy. Ron có thể giúp rất nhiều người phát triển bằng cách nào, và anh đã giúp đỡ rất nhiều người tự mình trở thành các giáo viên và cố vấn nổi tiếng ra sao? Bằng cách liên tục phát triển bản thân. Anh ấy hiểu rằng phát triển bản thân cho phép bạn phát triển người khác. Anh sống dựa theo nguyên tắc đóng góp. Rail Perlman sao, nhà văn đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1925, hiểu rằng việc sử dụng tốt nhất cuộc sống của một người đó là phục vụ người khác, ông nói. Đây là niềm vui đích thực của cuộc sống, được sử dụng cho một mục đích được công nhận bởi chính mình như một người phi thường, là một động lực của tự nhiên thay vì một cơ thể đầy những phiền não ích kỷ và phàn nàn rằng thế giới sẽ không nỗ lực để làm cho bạn hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi thuộc về toàn thể cộng đồng, và miễn là tôi sống, thì đặc ân của tôi là cống hiến bất cứ điều gì tôi có thể. Tôi muốn được sử dụng triệt để đến khi nằm xuống. Vì tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng sống có ý nghĩa, tôi mình tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống với tôi không phải là một ngọn nến mong manh, nó là một ngọn đuốc sáng mà tôi nắm giữ trong chốc lát và làm cho nó cháy sáng rực rỡ trước khi trao nó cho các thế hệ tương lai. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình cháy sáng trước khi truyền lại nó cho người khác và các thế hệ tương lai, hãy tiếp tục phát triển.
áp dụng nguyên tắc đóng góp vào cuộc sống. Mong muốn cơ bản của bạn trong cuộc sống này là gì? Là sự tự mãn hay tự phát triển? Những nỗ lực của bạn được thiết kế để khiến bạn cảm thấy tốt hay cảm thấy tốt nhất? Mục tiêu của bạn là thành công hay để đạt được ý nghĩa? Bạn đang cố gắng đạt được thành quả để có thể cảm thấy hạnh phúc, hay bạn đang cố gắng đặt mình vào một vị trí có thể giúp đỡ những người khác giành chiến thắng? Những sự khác biệt này có thể rất nhỏ, nhưng lại thực sự tạo ra sự khác biệt. Cố gắng để cảm thấy thỏa mãn là một sự bồn chồn không dứt, bởi bạn sẽ không bao giờ hài lòng tuyệt đối với sự tiến bộ của bạn. Cố gắng phát triển bản thân là một cuộc hành trình không hồi kết và sẽ luôn truyền cảm hứng cho bạn, bởi vì mọi tiến bộ đều là một chiến thắng. Thế nhưng, sẽ luôn có những thách thức mới để kích thích và truyền cảm hứng cho bạn. Hãy chắc chắn rằng không ai sở hữu bạn. Lập ra danh sách những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bây giờ hãy suy nghĩ về mỗi mối quan hệ và xác định xem bạn là người cho đi hay nhận về, chủ yếu hay ở mức trung bình. Nếu bạn chủ yếu là người nhận về, thì bạn cần điều chỉnh để đối phương không có quyền kiểm soát bạn. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách nỗ lực để cho đi trong cuộc sống mà không màng nhận lại. Bạn có thể làm điều này không chỉ với gia đình và bạn bè của bạn, mà ngay cả với cấp trên của bạn. Nỗ lực để làm nhiều hơn mức tổ chức trả tiền cho bạn để làm. Không chỉ những người bạn làm việc cho và làm việc cùng với cùng sẽ coi trọng bạn, mà bạn cũng sẽ bổ sung giá trị cho họ. Và nếu bạn có cơ hội chuyển sang những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn, bạn sẽ có thể làm vậy với suy nghĩ rằng bạn đã luôn cho đi hết sức. Tôi có một bài tập áp dụng cuối cùng dành cho bạn trong cuốn sách này, và đó là đặt mọi người lên trước trong cuộc sống của bạn. Hãy viết 3 đến 7 mục tiêu và ước mơ hàng đầu của bạn. Bây giờ hãy ghi ra tên của những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hãy trung thực với chính mình. Ai đứng đầu tiên? Mọi người hay mục tiêu và ước mơ của bạn? Nếu bạn giống tôi của những năm đầu trong sự nghiệp, lịch trình là ưu tiên hàng đầu. May mắn thay, tôi sớm nhận ra sau khi kết hôn rằng Margaret là ưu tiên đầu tiên. Điều đó mở ra cánh cửa cho tôi để bớt ích kỷ hơn trong các lĩnh vực khác của cuộc đời mình. Sau đó khi các con của tôi ra đời, tôi ưu tiên chúng hơn nhiều điều khác. Càng trưởng thành, mọi người lại càng trở nên quan trọng hơn với tôi. Tại giai đoạn này của cuộc đời, gần như mọi thứ tôi làm, thậm chí liên quan đến sự phát triển cá nhân, đều được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ người khác. Hãy quyết định đưa những người khác lên trước trong lịch trình của bạn. Đặt gia đình lên trước công việc. Đặt sự phát triển của mọi người tại nơi làm việc trước sự tiến bộ của riêng bạn. Phục vụ những người khác thay vì bản thân bạn. Cam kết với nó. Và sau đó mời những người khác trong cuộc sống của bạn quan sát để buộc bạn có trách nhiệm với việc đó. Và hãy nhớ, đôi khi những hạt giống mà bạn gieo trồng phải mất một thời gian dài để phát triển, nhưng bạn sẽ luôn thấy một vụ mùa bội thu. Hằng xin kết thúc chương 15 ở đây cả nhà nhé. Tuyệt vời quá, xin cảm ơn hai giải đọc rất là tuyệt vời. Cảm ơn em Vũ Hương, cảm ơn em Thúy Hằng. Sau đây là xin mời sự nhận xét của tất cả mọi người. Mọi người xin mời Vũ Huyên. Cảm ơn chị Thúy Hằng đã đọc cùng em nhé. Đọc cái chương này nó tóm tắt lại và nó hay quá. Nói tóm lại là mình muốn phát triển, mình phát triển bản thân là đồng nghĩa với việc là mình cũng phải cho đi. Như là ở trong này cái phần em thích nhất cái câu là hãy trở thành sông chứ đừng nằm cái hồ. Mình nhận được bao nhiêu thì mình cho đi bấy nhiêu, chứ mình đừng có như cái hồ mình tích tụ lại ấy. Mình đúng là cái kiến thức mà mình không cho đi, mình không tái sử dụng, nó cũng chỉ là cái kiến thức chết thôi. Như ví dụ như mình đọc sách ở đây cũng vậy, mình mà không áp dụng được ấy thì nó cũng là cái chết thôi, và đến một ngày nào đó chúng ta lại quên ngay à. Như chúng ta đọc cái này là đọc sách này là đọc rồi, nhưng mà bây giờ nghe lại nó cái này mình chỉ tháng tháng mình nhớ thôi chứ mình không nhớ được hết. Nên là mình nghĩ là mình đọc được cái gì đó hay là mình học được cái gì đó thì mình luôn cho đi luôn. Mình đừng chứa như cái hồ, mình tù đọng lại thì nó cũng cá nó cũng đâu có sống được đâu. Đúng không? Nhưng nếu là một con sông to lớn mà nhận nước gì nó chảy đi nước đấy thì cá nó cũng sẽ sống được, chúng ta cũng sẽ sống được, mà những người khác cũng có thể là sống được.
Thì em thấy là câu đấy là hay nhất. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Em xin nhường cho chị Thúy Hằng nhé. Hằng cũng cảm ơn Huyên hôm nay đã đọc sách cùng với Hằng, và Hằng cũng tiếp lời của sách Huyên là trong cái chương nguyên tắc đóng góp này nó rất có nhiều, nó đã rất là nhiều cái câu rất là hay và ý nghĩa luôn. Thì Hằng cũng chỉ chia sẻ một cái câu mà Hằng thích trong đây là học và chia sẻ cho người khác. Giống như Huyên nói đấy, kiến thức học mà không chia sẻ cho người khác là kiến thức chết. Nhưng mà mình thường như là bản thân mình từ trước đến giờ, như là bản thân Hằng từ trước đến giờ nghĩ là mình biết được cái gì, mình hơn được người ta là mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đấy, là mình cảm thấy là mình hơn được người này cái này, mình hơn được cái kia, đó chính là cái sự ích kỷ trong bản thân mình. Nhưng mà từ ngày đọc sách và mình thay đổi tư duy của mình thì mình mới biết được là cái việc mà mình đón nhận được thì mình nên chia sẻ những người khác để nhân nhân những cái điều tốt đẹp đó lên, chia sẻ những cái điều tốt đẹp đó lan rộng đến mọi người hơn, thì cái đó thì mình sẽ cảm thấy nó hạnh phúc hơn là mình giữ riêng cho bản thân của mình. Và trong cái chương này nó dạy mình là gieo gì gặt đấy. Giống như cái này mình vẫn nghe trong những cái bài giảng của các sếp mình chia sẻ, mình gieo điều tốt thì mình sẽ đón những cái điều tốt nó sẽ đến với mình, và mình gieo cái xấu thì những cái xấu nó sẽ quay trở lại với mình. Cái đó là cái vấn đề nó liên quan đến tâm linh rất là thật luôn. Trước đây thì mình không cảm nhận được điều đấy, nhưng mà bây giờ thì mình đã cảm nhận được, dạo ở đây mình cảm nhận được cái là gieo gì gặt đấy nó rất là xảy ra thường xuyên luôn mà mình không biết, mình không để ý đến nó ấy. Và hãy có lòng biết ơn. Trong đây nó nói là có những cái thành công mà mình tự làm ra được, có những cái thành công là người khác họ đã hy sinh rồi và mình cứ đi thôi, giống như cái công việc mình đang làm như vậy, cũng có những cái sếp bên trên đã mở đường cho mình rồi, mình cứ thế mình đi theo thôi. Thì mình phải có lòng biết ơn với những cái người mà đang dẫn dắt, tuyến trên của mình đang dẫn dắt mình đi đến cái con đường thành công đó. Và cái câu mà Hằng muốn nói đây là thước đo thành công không phải là số người phục vụ mình, mà là cái số người mà mình phục vụ. Hằng rất tâm đắc với câu này. Hằng xin nhường phần chia sẻ lại cho các sếp nhé. Tuyệt vời quá. Bài hôm nay rất là tuyệt vời, rất là hay để phát triển bản thân mình. Sau đây xin mời Thu Hồng chia sẻ. Xin cảm ơn hai dòng đọc của chị Hằng và Huyên. Thì qua cái bài này thì thường thường thì chúng ta hay nói cái câu là cho đi thì sẽ nhận lại. Và nếu muốn cho đi, ở đây có cái câu rất là hay, đó là nếu muốn tiếp tục cho đi bạn phải tiếp tục phát triển. Nếu mà không phát triển rồi lấy cái gì đâu mà cho đi. Cái này thật là thấm và tâm đắc nhất của em luôn. Phải tiếp tục phát triển nếu muốn cho đi. Em nhường lại cho mọi người nhé. Tuyệt vời quá, một câu rất là ngắn gọn thôi nhưng mà nó bao hàm tất cả cái nội dung trong cái sự cho đi. Để muốn phát triển bản thân là mình phải phát triển, muốn cho đi là mình phải phát triển bản thân mình trước đã. Khi mình phát triển được cái bản thân mình rồi thì người khác nhìn vào mình thì cũng đục đấy, người ta học hỏi mình đấy cũng là sự cho đi. Sau đây xin mời Thúy An chia sẻ nào. Rất thích nghe giọng của Thúy An. Bật mic lên nha. Trên bật mic lên, bật mic lên. Xin chào các ca các chị em. Mới đó mà cũng sắp đã hết tới chương cuối rồi. Thì cái chương cuối nguyên tắc đóng góp, sau khi nghe hai giọng đọc của Vũ Hiên và Thúy Hằng thì cảm thấy là cái chương này nó bao hàm một cái ý nghĩa gì đó lớn lao lắm. Đóng góp, nói từ đóng góp thì mỗi cá nhân, mỗi bản thân mình thì nó phải có cái gì cao cả, mình phải có cái tâm hồn gì đó rộng lớn lắm mới hiểu được cái chương này. Và theo em đúc kết thì là nó có hai cái từ là tự mãn hay tự phát triển bản thân, hoặc là mình khao khát thành công của bản thân mình nhiều hơn, hay là mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tức là đóng góp, tức là mình cho đi nhiều hơn á. Thường thường mọi người thích nhận vô hơn cho đi. Thì em nghĩ là cái chương này nó có cái gì đó lớn lao mà mình không có thể mà làm được cái điều đó. Mình phải hiểu và thông mới làm được cái điều này. Thì đó mình mới thành công được. Thì trong đây em có thấy có những cái câu mà em thích là tôi có một cuộc đời và một cơ hội để làm gì đó có ý nghĩa với điều gì đó.
Cái câu này em thích, em đánh dấu, em sẽ đọc những cái câu em đánh dấu và em thích. Nếu bạn muốn làm chủ trái tim của mình, đừng cho phép những gì bạn sở hữu làm chủ bạn. Tức là mình sở hữu cái gì, mình hay, mọi người hay cuốn vào cái vật chất hơn là cái ý nghĩa của cuộc sống. Bị nó cuốn vô, mình muốn kiếm gì tiền thì mình bị tiền làm chi phối, hoặc là những cái gì đó nó vật chất nó làm chi phối mình. Cuộc sống giống như một tách trà chảy tràn, không có chỗ cho bất cứ điều gì mới. Anh cần đổ bớt đi chứ không phải thêm vào. Em đọc cái câu này em cứ ngẫm nghĩ là thì cuộc sống mình nhiều lúc mình cũng bị căng tràn, mình bị quá tải. Nếu mình không có bỏ bớt cái điều gì đó đi để mình tiếp thu những cái mới thì mình không có chỗ cho, mình không có chứa được những cái mới được, nếu mà mình không bỏ bớt đi cái gì đó trong cái tâm trí của mình. Cái đây, cái câu này nó cũng có một cái gì đó nó sâu sắc lắm, mình phải đọc đi đọc lại và mình nghiệm ra mình mới biết hiểu được. Bạn có thể phát triển bản thân dù bạn cảm thấy thế nào, hoàn cảnh của bạn ra sao, tình hình tài chính của bạn hoặc những người xung quanh của bạn thế nào đi chăng nữa. Tức là mình phải sống cho bản thân và nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi người nghĩ như thế nào. Tại vì con người mình lúc nào mình cũng phải cảm giác là mình có thiếu sót đó. Mình kiến thức là vô tận, mình phải học và mình tiếp thu được. Và như sếp Hồng, như bạn Hồng đã nói là mình phải phát triển bản thân mình phải có cái gì đó cho đi thì mình mới cho đi được. Mình không có gì sao mình cho đi được. Đúng như là cái ngành của mình, lúc đầu mới vô em không có biết gì, nói lung tung rồi không ấy. Nhưng mà mình phát triển dần dần kia có thể nói năng tự tin hơn và có thể có cái gì đó chia sẻ cho mọi người và mọi người tin tưởng mình hơn. Có cái câu rất là quan trọng trong này: khi mọi người cảm thấy an tâm rằng động cơ của bạn là đúng và rằng bạn sẽ đạt cho họ trước lợi ích riêng của bản thân, sau đó họ sẽ sẵn sàng trở thành đối tác của bạn trong hành trình. Cái câu này nó rất đúng trong cái ngành của chúng ta luôn. Nếu mà khi mà mình chia sẻ, mình cứ đặt cái lợi ích của mình lên trên, họ cảm nhận được họ không có đi theo mình, họ không có đồng hành cùng mình. Cái là cái cảm nhận sâu sắc. Tại vì cái đây là cái quá trình em trải qua trong những công việc của mình á, em cảm nhận được là nó rất là đúng luôn. Nhiều lúc mình làm cái gì đó, mình cứ đặt lợi ích của mình lên trên trước không ạ? Vô tình á, không phải là mình cố ý, nhưng mà mình vô tình họ cảm nhận được đó, là không có đồng hành cùng mình, và họ cảm thấy là có cái gì đó là mình có cái gì đó là mình kiểu như mình nói sao nhỉ, nó cái đó là cái cảm giác á. Em hiểu được cái cảm giác đó. Cái chương này rất là hay, nếu mình muốn nói hết nó rất là nhiều điều để nói luôn. Nói chung là nếu bạn tiếp tục cho đi, bạn phải tiếp tục phát triển. Cái câu này cũng hay luôn. Để mọi thứ thay đổi, bạn phải thay đổi. Nó có những cái câu hay mà em đánh dấu nó xanh hết cái chương này luôn. Những cái câu rất là hay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tuyệt vời quá. Xong rồi trong nó hay quá cơ. Mình áp dụng được thì mình quá là người tuyệt vời. Không ạ. Chỉ áp dụng một cái chương này thôi, mình đã trở thành một người quá tuyệt vời. Không còn gì để bàn cãi hết. Cảm ơn em Tiêu An chia rất là nhiều. Sau đây xin mời Thảo Soda nào. Cảm ơn các sếp đã đọc sách và mọi người phát biểu hay quá. Soda thì tâm đắc ở cái trang 416 ấy. Nó ghi là bạn đi được bao xa trong cuộc đời này tùy thuộc vào sự mềm dẻo của bạn với người trẻ và sự kính trọng của bạn dành cho người già và sự cảm thông của bạn với kẻ khôn đốn và sự khoan dung với của bạn đối với kẻ yếu và kẻ mạnh. Này, em rất là tâm đắc câu đấy. Mình cảm thấy là đúng, mình muốn được nhận như thế nào thì mình phải đối xử lại với người ta như thế. Và thường thì ở trong đây nó bảo là mình hãy tập trung vào cái việc gieo hạt ấy. Nhưng mà gieo về những cái hành động hay là những cái lời nói nó đều rất là quan trọng. Như hôm qua ấy, em có hỏi chồng em là khi mà người Hàn người ta bực mình thì người ta hay nói gì, người ta hay thể hiện như thế nào. Thì ông ấy bảo là cũng không biết nữa, tùy mỗi người sẽ một cái phản ứng khác nhau. Thế em hỏi là thế có phải là cái câu là "a chin cha" hoặc là "a bak chi nè" hoặc là những câu đấy không? Thì ông ấy mới bảo là chin cha là cũng đúng, nhưng mà anh không dùng những cái câu đấy. Vì anh thấy là khi mà nói ra những câu như thế thì nó sẽ trở lại với mình.
말하는 대로 다시 돌아온다. Thì ông nói cái câu đấy thì mình cảm thấy là chồng mình là một người có cái mind từ rất là tuyệt vời, tức là ông ấy cẩn thận từ những cái lời nói của ông ấy nữa. Đấy là ông ấy nghe người ta nói như vậy thôi, nhưng mà không phải nhất thiết những cái từ đó mình phải chịu ảnh hưởng và mình phải nói theo giống như người ta. Đó, còn mình thì với trên cái tư duy là mình muốn nói những cái câu đấy để mình chia sẻ lại cho mọi người cái cách học tiếng Hàn ở trong đây, nhưng mà đối với ông ấy thì anh không dùng những từ như thế. Vì nói ra như thế nào thì nó lại trở lại với mình như thế. Cái luật nhân quả ở đây, và trong sách người ta cũng viết như thế rất là nhiều. Nên là mình cảm thấy là đúng là gieo gì gặt nấy, và mình phải cẩn thận tất cả mọi từ suy nghĩ của mình cũng như lời nói và cái hành động của mình ở trong đây. Và mình phải cho đi nhiều hơn, và mình biết gì thì mình nên chia sẻ cho người khác chứ không nên giữ là riêng của mình. Cho đi nhiều hơn là cái bài học của ngày hôm nay. Đấy là cảm nhận của em. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn Thảo Soda đã chia sẻ. Đúng là muốn nhận được phải cho đi nhiều hơn. Trong đây thì chị cũng theo dõi Thảo Soda rất là nhiều, nhưng qua những cái TikTok mình làm những cái đoạn rất là giá trị ấy, để cho chị em vào học với từ tiếng Hàn và những cái nội dung rất là sâu sắc. Đấy là một bài học cũng sự cho đi của Thảo Soda của nhà mình. Tuyệt vời quá, mình nghe đấy mình tê tái nổi da gà rồi đó. Nên là trong cái bài nguyên tắc vàng có đề là nguyên tắc đóng góp là sự cho đi, thì Hằng có một số chia sẻ cũng như những cái lời chia sẻ của mấy chị em hôm nay cũng là những lời mà mình muốn chia sẻ, là mọi người nói hết rồi. Còn cái câu mà như em Huyên cũng nói là cái sự mà cho đi mình không nên như là hồ mà hay là sông, thì mình lại nhớ đến cái bài của Sung Ninh và Biển Chết ấy. Cái biển chết mình chỉ đón nhận thôi, nhưng mình không cho đi, mình cứ tồn đọng mình cứ nhận thôi, nhưng mình không cho đi thì cái hồ đó nó sẽ bốc mùi lên, nên nó không thể thoát được. Nhưng Sung Ninh thì nó bồi đắp lên màu mỡ hơn, thì đón nhận những nguồn nước đến xong lại tạo lại để trôi đi, lại cho đi. Nên là cái nguồn nước của dòng Sung Ninh nặng trong xanh và rất là thơm, rất là sạch sẽ, người ta có thể dùng uống, dùng tắm dùng ấy được. Nhưng là biển chết thì không có ai thể sống được, tất cả các loài cá tôm khi ở trong đó là sẽ bị chết, vì cái biển đấy nó tồn đọng lại rất là những cái cặn bã của những cái sự chỉ đón nhận thôi mà không có cho đi, nên nó đọng ở đó. Nên là hãy sống như là sông Ninh, đừng như biển chết. Nên là mình nhận rồi mình lại phải cho đi, chứ nhận rồi đừng cứ giữ nhận rồi đừng có giữ lại cho mình, là mình không thể phát triển được bản thân mình. Cái câu đấy rất là hay. Hãy sông Ninh và biển chết, đó là một bài học rất là giá trị, nó bao gồm rất là rộng lớn. Đó. Cái dòng nó cứ trôi đi, đón nhận rồi lại chảy đi, cho giao cho tất cả mọi người cùng hưởng cái sự tuyệt vời của cuộc sống này. Đó. Trong này nó rất nhiều điều mình đã ghi vào đây rồi, mọi người chia sẻ hết rồi là mình không có cơ hội chia sẻ tiếp. Nói lại đi chị ạ, nói lại nó mới thấm. Là muốn phát triển bản thân, giúp bạn phát triển người khác, nghĩa là bạn phát triển bản thân mình là giúp là phát triển người khác. Khi người ta nhìn mình cũng như là một tấm gương á, mình hãy là một tấm gương để người ta khác soi vào, để mình cũng là sự cho đi của mình rồi. Nếu người mình là hình mẫu để người ta mình năng lượng, là mình tích cực, mình tham học hỏi, mình ham phát triển, thì mình với hẳn thế thôi. Nhìn thấy các em ở trong này, anh chị em trong này chịu khó học đọc sách này, học hỏi này, phát triển này, chịu khó làm giàu hoặc là từ trí tuệ về kinh tế này, là mình nhìn vào mình muốn bắt chước làm giống họ, giống họ. Nghĩa là mình chơi với 5 tỷ phú trong này thì mình sẽ là người tỷ phú thứ 6, đúng không? Mọi người làm tỷ phú chẳng lẽ mình không được hưởng lộc, đúng không? Nên là mình hãy chơi những người tích cực để mình tích cực hơn. Đó. Nếu bạn muốn tiếp tục cho đi là bạn phải tiếp tục phát triển. Nếu bạn ngừng phát triển thì nếu ngừng bạn là phát triển là bạn ngừng mất đi sự đam mê của mình. Mình phải sống với một cuộc cách làm việc một cách sự đam mê và hăng say, thì cái sự phát triển mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu như mình không phát triển thì sự đam mê mình sẽ biến mất. Đấy là cái sự chia sẻ của Hằng. Nếu bạn không muốn cho ai quyền sở hữu của bạn, là bạn hãy nỗ lực để cho đi. Cái câu này rất là hay. Mỹ Tiên cũng đang muốn phát biểu ha. Hát giọng xin mời em hát giọng, đợi từ nãy giờ.
không bật thành nên là mình không biết ai luôn. Xin mời Mỹ Tiên nhé. Thì ý của em này cũng giống như ý của các sếp, nó trùng trùng với nhau. Thì muốn phát triển bản thân của mình thì giúp cho người khác trước, thì cứ cho đi, không có cần quay nhận lại. Thì cho đi cái tốt thì mình sẽ được cái tốt thôi, còn mà cho đi cái xấu thì mình nhận được cái xấu, cho đi cái tốt thì mình nhận được cái tốt. Cứ cho đi mà không có cần phải nhận lại thì sẽ tốt thôi. Cũng không biết phát biểu gì thì trùng với các sếp này, cho các sếp nói hết rồi. Cứ lặp đi lặp lại thôi. Giờ em trễ giờ rồi, sao em thóc ca trước hay các sếp? Ok, dạ, xin cảm ơn Mỹ Tiên rất là nhiều. Tiên ơi, cùng mọi người chụp cái ảnh xong rồi phát nhé.